Trong tháng 9 năm 2023, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về công tác giáo dục, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, 121 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các hoạt động giáo dục truyền thống về ý nghĩa lịch sử cao trào Cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh được triển khai sinh động, lan tỏa sâu rộng. Toàn tỉnh tổ chức 620 buổi sinh hoạt toàn đoàn nhớ về mùa thu lịch sử, 130 buổi nói chuyện truyền thống từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Toàn tỉnh có 320 đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức ngày hội thiếu nhi với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và sự tham gia đông đảo của thanh thiếu nhi như tổ chức hội trại, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi nghi thức đội, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, trò chơi dân gian, thu hút gần 400.000 thanh thiếu nhi tham gia. 100% các cơ sở đoàn cấp huyện tổ chức các buổi học tập quán triệt chuyên đề, học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức định kỳ hàng tháng sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách về Bác Hồ cho gần 140.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Hội sinh viên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 được đẩy mạnh triển khai trên mạng xã hội, gồm tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội Hội sinh viên tỉnh, tổ chức cuộc thi vũ điệu sinh viên nhảy ca khúc Khát vọng sinh viên Việt Nam, cuộc thi ảnh Nét đẹp sinh viên Nghệ An, chỉ đạo 100% đoàn viên thanh niên thay avatar đồng loạt hưởng ứng, tuyên truyền qua infographic, video, hình ảnh, bài viết trên các trang fanpage của đoàn. Trong tháng 9, website tinhđoanngheian.vn, trang Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An đã đăng tải gần 300 bài viết, 950 tin bài và hơn 63.000 lượt tương tác cùng gần 23.000 lượt chia sẻ trên các kênh thông tin của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội đồng đội tỉnh, Tình nguyện Nghệ An và trang Facebook của tổ chức. Về kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên. Trong tháng 9, toàn tỉnh xây dựng mới 5 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá nguồn lực hơn 300 triệu đồng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng với hơn 2.500 lượt người dân được khám cấp phát thuốc miễn phí. Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện thu được hơn 8.000 đơn vị máu. Tổ chức 72 đợt phát cháo tình thương với hơn 6.000 bát cháo cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 36 buổi cắt tóc miễn phí cho hơn 1.000 trẻ em trước ngày đến trường. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề Chúng em với an toàn giao thông. Các tác phẩm dự thi được ban tổ chức cuộc thi đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các trang xã hội, trang fanpage của đoàn đã thu hút hơn 120.000 lượt theo dõi chia sẻ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thành công ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông, cuộc thi trực tuyến Tuổi trẻ Nghệ An với an toàn giao thông. Các hoạt động đã để lại dấu ấn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông, từng bước xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông. Để kịp thời đồng viên hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng lớn do mưa lũ gây ra, chiều ngày 28 tháng 9 năm 2023, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người dân, học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Quỳ Châu. Về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động tiếp sức đến trường, lễ khai giảng đầu năm học mới, vui Tết Trung thu năm 2023. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa. Ngày 5 tháng 9, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng đoàn đại biểu Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An. Tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Quang Huy đã trao tặng cho nhà trường 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một phòng máy tính và một mô hình năng lượng điện mặt trời với tổng trị giá 300 triệu đồng. Nhân dịp lễ khai giảng đầu năm học mới năm 2023-2024,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trao tặng hơn 3.650 suất quà, 526 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Về công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đoàn tham gia xây dựng đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức đoàn đối với tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, chỉ đạo các đơn vị đoàn cấp huyện quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị đoàn tiếp tục thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia đoàn hội. Chương trình rèn luyện đoàn viên tới các cơ sở đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng dự thảo đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 12 tháng 9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 9, khóa 6. Tại hội nghị đã hiệp thương bầu đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hãy cùng nhìn lại các hoạt động lớn cấp tỉnh trong tháng 9 năm 2023. Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban chấp hành Tỉnh đoàn giai đoạn 2023-2027. Tập huấn kiến thức kỹ năng cho cán bộ đoàn hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tập huấn giáo dục pháp luật kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên năm 2023. Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023. Tổ chức đón tiếp đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn. Chương trình Hành trình đến với trường nghề, làng nghề năm 2023. Ngày hội học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện và lễ tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện năm 2023. Chương trình đêm hội trung thu năm 2023 tại Cửa Lò với chủ đề Trái tim cho em và tại làng trẻ SOS Vinh với chủ đề Vầng trăng yêu thương. Tọa đàm tuổi trẻ cùng Bắc Trung Bộ sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số. Chương trình nhịp cầu yêu thương nâng bước em đến trường năm 2023. Ngày hội thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông năm 2023.